Theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Những tình huống trả nét đến từ đội của bên phía team Seroth. Hải Saki đâu rồi? Lên tiếng đi em ơi. Và bây giờ thì Brazil là người hạ gục đi Mr. Chan. Một góc đường cũng khá là ổn để cho Brazil có thể quan sát nha. Hải Saki sẽ confirm đi Mr. Chan thôi. Bộ đội của bên phía team Bahamut đang ở trong khu nhà. Và giờ Hải Saki đang ép dần lên. Các thành viên của Seroth họ đang có lợi thế vì họ có thể quay được hai hướng ở bên phía team Bahamut. Giờ thì vị trí của anh Quân thôi xong rồi, đối phương vẫn vớ vẩn lại còn mất tầm nhìn cơ. Và vẫn chưa dám nổ súng tới từ anh Quân. Cực kỳ nắn nót và có lẽ đây sẽ là tình huống nào nổ súng F1-2-2. Và như vậy là vị trí của anh Quân headshot được mã ản, cố gắng confirm kill. Đối thủ của họ trong pha thi đấu này đang là vị trí của Kanet, chỉ có hai người khu vực nhà chữ Y này mà thôi. Quả nét tốt đến từ vị trí của Jun, đẩy thẳng vào luôn. Tanh là cực kỳ kinh đến từ vị trí của Jun, hai kill rồi. Một tình huống vào bò sẽ là cực kỳ tự tin đến từ anh Quân. Vâng, đi một chiếc xe máy rất lắt léo nhưng vừa rồi thì Nam Si. Nhưng bây giờ thì các thành viên của bên phía team địch đang ép vào rồi. Shinjuri có mạng ngoài Saki, Zigu 8 HP. Zigu ơi, chạy đi thôi, cần phải có một tướng sủi đi đâu đó để có thể hưu được máu. Hoàn toàn Zigu nếu như làm tốt thì có thể có về cho mình cái điểm kill. Và diễn biến khác của map thi đấu thì Nam Si có về cho mình cái mạng của Myboy đến từ 3 phút bên mình. Có sự diện của Defy bây giờ là Zigu. Và một Gaming dừng lại vị trí top thứ 11. Đây chết Gaming chơi và họ đẩy cực kỳ chậm, vẫn bắt được người cờ thêm với tài. Còn ở đây thì Gearbox cũng chơi chậm nhưng mà Gearbox chưa bắt được ai cả mà đã phải nằm lại cho mình là hai player rồi. Chỉ còn lại duy nhất vị trí của JM mà thôi. Và như vậy là Rossi đang cố gắng đẩy lên. JN knock out vị trí của Rossi và đây sẽ là một kill. Cố gắng gạt giò đến từ vị trí của JN, đẩy lên. Và như vậy là Pinoy TTP, anh đã phải nằm xuống rồi. Gearbox dừng lại vị trí top 9. Phút thi đấu thứ 29, 14 game thủ còn sống sót. Và bây giờ thì MSC Terraton, Elonix là người gà cùng 7 gà con. Trong khi đó Barotica là người KS hàng cờ. Nóc ảo ngay cho Shiminbaru. Janku cũng là người thí sinh phải nằm xuống. Toto, anh ấy đã lấy lại điểm cho Device rồi. Mighty hạ gục thành công đi Yoshiminbaru. Họ đang chọn cho mình một cái lối chơi vô cùng chậm, chỉ trả smoke và bỏ qua smoke cực kỳ là chậm rãi mà thôi. Đây vị trí Ngọc Tân bắt đi được Nam Si rồi, chỉ còn lại Nicky cũng như Toto mà thôi. Và bây giờ là Maugi đang muốn đẩy lên. Các thành viên phía team Dayjet Gaming book flash vào là cực kỳ nhiều. Và vị trí các thành viên phía team Divine, Maugi lại phải quay trở lại khu vực nhà khi mà đã nhìn thấy được rằng là phía trên đồi còn những cái tên khác đến từ Dayjet. Nicky và Toto cứu lại thành công đi Nam Si nhưng máu hủy đốt đau thật sự. Vòng bo thứ 9 rồi. Và bây giờ thì bên phía của Maugi, chúng ta hãy xem nào. Nét kia, không phải là một quả lửa thì chuẩn hơn, nhưng đây là quả nét tiếp theo tới từ cái tên gà con. Và giờ thì lửa đốt luôn cả Toto. Như vậy đội hình đi vay có vẻ như họ sẽ phải tan rã trong tình huống này. Maugi họ đang ép lên rất nhanh và Divi Esports dừng lại top 3. Và cuối cùng thì đó là top 1 dành cho bên phía của Maugi Esports với 7 kill. Khi tình huống 1v4 thì làm gì còn cơ hội dành cho Dayjet nữa. Và đó là một cái top 1 7 kill xử lý rất